tính chất yêu cầu công việc, bạn phải gọi liên lạc thường xuyên. Vậy phải làm sao để tối ưu cước phí? Thấu hiểu được điều đó, nhà mạng MobiFone đã triển khai gói cước Alo 50 của nhà mạng MobiFone với ưu đãi gọi thoại cực tốt. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Thắng Béo Telecom. Ở trong video này, mình sẽ giới thiệu cách đăng ký gói mạng MobiFone 50k một tháng và cập nhật các gói cước mới nhất. Gói cước đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là gói cước Alo 50 của nhà mạng Mobi. Giá cước để đăng ký là 50.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn sẽ nhận được 1.000 phút gọi nội mạng và 100 phút để gọi ngoài mạng. Thời gian sử dụng trong 30 ngày với những ưu đãi hấp dẫn cùng với giá cước rẻ, gói cước Alo 50 là món quà tri ân mà nhà mạng muốn dành tặng cho đối tượng khách hàng có nhu cầu gọi thoại cao. Để đăng ký gói cước Alo 50, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách Alo 50 gửi đến tổng đài 9084. Gói cước tiếp theo mình sẽ giới thiệu đó là gói cước AG70. Giá cước để đăng ký là 70.000 đồng. Bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao và được miễn phí một tài khoản dịch vụ Mobi Agri. Thời gian sử dụng trong 30 ngày. Để đăng ký gói cước AG70, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách AG70 gửi đến tổng đài 9084. Ngoài gói cước mình vừa giới thiệu, các bạn có thể tham khảo thêm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc tại website mobifone.group. Tại đây mình sẽ giới thiệu đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Mobi được cập nhật mới nhất hàng ngày. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp nhất với mình để đăng ký nhé. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn thì hãy để tin nhắn trong phần bình luận, mình xin được giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.